Trong ngày hôm nay sao có nhiều chuyện liên quan đến cái đề pháp giới nhập thân nhiều quá. Không sao đâu chư vị. Nếu mình biết con đường vãng sanh Tây phương cực lạc với cái pháp hộ niệm, chư vị hãy ứng dụng một cách triệt để đi. Quyết lòng, quyết dạ khuyên nhau niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc đi. Chư vị có thể giúp cho những vị có duyên với mình hóa giải chướng nạn cùng thành đạo đấy. Và đầu tiên cũng xin nhắc nhở với nhau, khi thấy người bị nạn này thì chúng ta cũng phải ngăn ngừa trước, tuyệt đối đừng nên sấy cho mình là dối, cho mình là hay. Tuyệt đối đừng bao giờ có cái tâm cống cao ngã mạn, cũng đừng có nên mà chạy theo những con đường gì xa lạ, nhiều khi lạc vào những cảnh đó, cảnh giới đó. Nếu không có ai chỉ điểm, chính ta cũng khó mà ra được. Cho nên mong chư vị phải quyết lòng tin tưởng vào lời Phật dạy, niệm A Di Đà Phật lên, cầu niệm Phật cô chư vị phát quang, có thể hóa trừ rất nhiều ách nạn đấy nhé. A A Di Di Đà Đà Phật. Phật.